sau đây là chương trình thi đấu ở đèo số 5. Ban tổ chức xin giới thiệu đôi Hoàng Lâm của Liên Hạc mang quân phục đai đỏ là người nhất thắng và Phạm Văn Thăng của Hoàng Hà mang quân phục đai xanh. Điều khiển chính trong tay Nguyễn Đình Nhật. Hai đội thi nghe hiệu lệnh chặt bài trống xe đạp. Chương trình thi đấu ban tổ chức được phóng viên ghi lại. Nếu như các bạn quý vị các bạn muốn cập nhật và muốn xem lại các trận đấu thì hãy tra vào YouTube kênh của Đức Nhân TV để cập nhật và xem lại các trận đấu. Như vậy là trận bài chính đã ra tín hiệu. Hai đội chuẩn bị hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Như vậy là với kỹ thuật nhất vọng Hoàng Lâm đã nhờ đạt Văn Thanh rồi là ra khỏi nhờ số lăn và đã bị phá. Ban tổ chức xin chân thành giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Duy Linh cho đội Hoàng Lâm xin chân thành kính mời. Vâng, xin đến chính là xin mời kính mời ông Nguyễn Duy Linh đảng ủy viên phó ban tổ chức nên trao vào số lăn. Xin chân thành kính mời.